Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của em Phương nhá. Hôm nay thì em giới thiệu mọi người hai cái đàn cứng cút đồ nhà em, một cái đàn màu trắng tinh và một đàn màu trắng kem nhé mọi người nhé. Thì nhiều khách hàng hay hỏi em tại sao nhìn nó cũng giống giống nhau mà màu trắng tinh nó lại có giá hơn trắng kem ấy. Thì đây mọi người thấy này, đây là cái đàn trắng tinh nhà em có ba bé, nhưng mà chỉ được có hai bé trắng tinh thôi, còn một bé là trắng tai kem. Đây, hai bé đây. Đó, một bé là trắng tai kem nhá. Đây là hai ba bé này là em cho bố và phối bố và mẹ đều là màu trắng tinh, nhưng mà cũng chỉ ra được hai bé trắng tinh thôi, còn một bé trắng kem, mà đấy là còn may mắn rồi đấy, còn nhiều khi là thành ba bé trắng tai kem hoặc là trắng một tai bị kem cơ. Thế là không phải là lúc nào mình cho phối cún bố với cún mẹ màu trắng thì đều ra cún con màu trắng tinh đâu. Thế nên là để ra được cái màu trắng tinh như này thì em thường là sẽ phải nó lựa chọn bố mẹ làm sao mà những cặp bố mẹ đấy phối với nhau nó chắc chắn ra màu trắng thì em mới cho phối. Đó nên là lý do vì sao màu trắng nó hiếm hơn là thứ nhất là bởi vì phối ra được cái màu trắng tinh như này thì cũng rất là ít có. Thứ hai là giữ được cái màu trắng tinh này từ lúc nó đẻ ra đến khi mà xuất bán về nhà cho anh chị ấy cũng là cả một quá trình. Ví dụ nhiều anh chị chỉ nuôi một bé ở nhà thôi thì giữ lông cho các bạn ấy rất là dễ, mình chăm sóc các bạn ấy rất là dễ, nhưng mà như nhà em thì em nuôi rất là nhiều đàn, nuôi cả trại luôn, nên là không phải lúc nào em cũng chăm được từng bé như thế, nên là để giữ cái lông của các bạn ấy như này lúc nào cũng phải giữ cái sàn chuồng thật là sạch sẽ và không để các bạn bị ướt, bị dính bẩn ở lông. Chăm riêng luôn ấy, trắng tinh là thường phải mất nhiều thời gian chăm sóc hơn những cái đàn khác, nên là bao giờ cái công chăm sóc bạn ấy cũng nhiều hơn, thế nên là nhưng mà trắng tinh thì bao giờ cũng sẽ giá cũng sẽ cao hơn trắng kem một chút nhá. Tuy nhiên thì điều đấy không có nghĩa là trắng kem hoặc là kem không xinh bằng trắng tinh nhá. Như mọi người thấy này, em trắng tai kem này rất là xinh đấy. Nó được giá hơn đấy chỉ bởi vì nó ít hơn, nó ít có hơn, với cả là nó làm sao khổ thân thì nó bắt nạt à? Khổ thân bị bắt nạt à? Đấy thì nó trắng hơn, trắng tinh hơn không có nghĩa là nhiều người thích hơn hoặc là nó xinh hơn đâu, bởi vì là xinh xinh hay không hoặc là màu như nào đẹp ấy thì nó do thẩm mỹ của các anh chị, mình thích màu như nào thôi, chứ mình cũng không cần thiết là phải bạn này đắt tiền hơn thì bạn này sẽ xinh hơn, không đúng đâu mọi người nhá. Nhưng mọi người thấy ngay như này, hai em trắng, đây là hai bạn màu kem nhà em này, nhìn cũng rất là xinh, mặt xinh nhỉ, đàn này lông còn dày siêu dày luôn ấy này. Nhìn bên ngoài nhìn còn mê hơn, quay qua video mọi người sẽ không thấy được cái lộ dày với cả độ căng bóng của lông này. Yêu không, người tròn người ngắn tủn luôn, đánh nhau đấy, hoặc em trắng tay kem này rất là xinh đó. Nên là mọi người đừng quan niệm là phải đắt tiền thì mới đẹp hoặc là phải đắt tiền thì mới có giá trị, nó có giá trị hay không ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu của mình này, cái nhu cầu mục đích của mình này, mới cả là cái sự yêu thương của mình dành cho các bạn phụ nữ, không phải là nó quyết định tiền bạc đâu mọi người nhé. Nhà em thì có rất là nhiều màu, ngoài trắng kem này, kem trắng tinh rồi cả nâu đỏ, vàng mơ, đen rồi bò sữa em cũng có hết. Mọi người mà yêu thích cái màu cũ như thế nào hoặc là chưa lựa chọn được cái màu cũ thích hợp cho mình ý thì mọi người hãy liên hệ các số hotline hoặc là bình luận xuống bên dưới video để em tư vấn cho mọi người nhé. Chắc là cái video sau thì em sẽ làm một cái video về cách lựa chọn những màu cũ cút đồ phù hợp với lại cái nhu cầu của mình, nhu cầu nuôi, mục đích nuôi của mình nhé, để cho mọi người có thể có cái nhìn khách quan hơn khi mà mỗi một màu nuôi thì mình như thế nào, để mình có thể lựa chọn được chuẩn xác hơn nhé mọi người nhé. Thì mọi người hãy bấm like video và bấm theo dõi kênh để ủng hộ em cũng như là ủng hộ các bạn cún nhé. Xin chào mọi người.